Ngày 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang. Công an phường 13 phạt 350.000 đồng đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, không xuất trình giấy tờ tùy thân đối với bà NTN, 33 tuổi, ngụ phường 10, quận 4. Bà N là người trong clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội về hành vi không đeo khẩu trang, la lối với công an, bất hợp tác. Theo Ủy ban Nhân dân phường 13, quận 4, vụ việc xảy ra vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 31 tháng 5, khi bà N vào cửa hàng Circle K trên đường Tôn Đản để đóng tiền điện. Thấy người phụ nữ không đeo khẩu trang, nhân viên siêu thị công tiếp và có nhắc nhở, yêu cầu đeo khẩu trang. Bà N không chấp hành mà còn lớn tiếng nên nhân viên đã báo tin cho công an phường 13. Khi lực lượng chức năng đến giải thích, vận động và yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân để xử lý vụ việc, nhưng bà N vẫn không hợp tác. Lực lượng chức năng sau đó đã đưa bà N về công an phường, lập hồ sơ xử lý. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pluavongpháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.